Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái kềm cắt cực kỳ xịn luôn của hãng Incon. Thì đây là một cái dòng kềm công nghiệp, kềm cắt đầu nặng ha. Thì ở đây là cái dòng kềm Heavy Duty, đó dòng công nghiệp nặng nha. Dòng công nghiệp nặng đó dùng thép bằng thép CRV. Thì cái dòng Incon là sản xuất ra nhiều loại kềm ha, loại bình thường, loại công nghiệp, rồi có loại công nghiệp nặng nữa. Heavy Duty là dòng công nghiệp nặng nha. Đó, thì nó rất là tuyệt luôn ha. Cắt những cái sợi cáp điện rồi cắt cực kỳ sướng luôn nha. Thì đây là cái kềm của nó, thì chúng ta có thể cắt được những cái đinh ha, những cái đinh mà nhỏ thì chúng ta cắt được nha, nhỏ thôi, cái lớn chúng ta cắt không có nổi đâu. Nên anh em nào cắt cáp điện thì dùng cái dòng này cắt cực kỳ đã luôn. Bên cửa hàng mình cái kềm này đang bán với giá là 90.000 cho cái kềm này nha, 90.000 cho cái kềm này. Đây, anh em xem nè, được thiết kế rất là đẹp ha, mình chờ chút. Rồi, tiếp rồi ha. Đó, anh người thấy không? Cái kềm rất là xịn luôn nè. Nha. Đây là kềm cắt dạng công nghiệp nặng của Incon. Thì anh em để ý những cái kềm mà dạng công nghiệp là nó có những cái móc như đây nè. Còn là kềm thường là nó không có nha. Đó. Thì những cái loại thép này làm bằng thép CRV. Thì trong đây mình sẽ cắt từ những cho anh em những cái cây này thì nó cắt chuyện nhỏ rồi. Ha, mình để ngoài luôn nè. Đó, một tay cái một thôi. Để ngoài đây nè ha, mình kẹp vậy ha, dây điện nó lớn nha, đó rất là ngọt luôn. Ở trong thì chuyện nhỏ rồi ha, trong nhẹ còn nhỏ nữa, ở trong còn nhẹ nữa ha. Đó thì anh em nào có nhu cầu dùng cắt cái này á, rất là xịn luôn á. Anh em nhu cầu cắt những cái đồ mà cứng chút á thì mình có thể đầu tư nó. Giờ chúng ta cắt thì mình thử cắt một con vít thử coi nha. Đây con vít này. Mình sẽ cắt từ từ vô coi anh em, thêm con vít này gỗ nè, cắt vào đây ha, cắt đây đi nha. Nặng quá, vít này cứng lắm á nha. Rồi ra rồi, đây em thấy con vít này nó tới bước mấy ly ta, cũng khá là cứng á. Nhưng mà mình thấy cái lưỡi kềm mình nó vẫn không có bị mẻ ha, nó vẫn còn ok luôn nè, em thấy không? Những cái dấu dính này là nó dính cái đồng nha, chứ không phải mẻ nè. Anh em cắt thì nó sẽ cái đồng nó sẽ bám vô đây nè, như mình cắt dây đồng thì nó bám vô đây, cắt thép thì nó bám vô đây, thấy không? Chứ nó sẽ không có bị mẻ nha, không mẻ nè, dấu đồng dấu thép nó bám vô đây đó. Rất là đã luôn, này cắt gỗ quá, cắt lên chút xíu quá, cắt ngang luôn ha. Rồi ngang luôn, bóp hai tay mới được nha. Rồi đây, nói chung cắt ok được, nhưng mà chúng ta phải dùng lực một chút, còn hơn là những cái trường hợp mà chúng ta dùng quá lực mà vẫn không cắt được. Nó có những cái kềm mà anh em lưu ý, chúng ta bóp hết lực luôn, hết lực luôn mà nó không thể nào mà gãy được con ốc. Nhưng mà cái kềm này chúng ta cắt được là ok ha, là được đó, rất là không có bị mẻ miếng nào luôn ha anh em ha. Những cái kềm này thôi là kềm thường á, chúng ta cắt ha là những nó cắt không nổi, là đầu này nó bị móp xuống nha. Còn riêng cái kềm này dạng công nghiệp nặng, làm loại thép tôi rất là cứng nha, một thợ thép nó CRV nó tôi rất là cứng luôn, nên chúng ta có thể cắt dễ dàng ha. Đó thì những anh em mà cắt những cái cọng kẽm gì, những cọng cáp gì đó ha, mà nhỏ ok, chúng ta dùng kềm này cắt rất là cứng luôn. Bởi vì có những cái loại kềm mà chúng ta cắt á, nó thực sự mà nó bị mẻ cái răng nè, gặp những cái sợi thép á, là nó mẻ ha. Gặp những sợi thép là nó bị mẻ cái răng ha, chứ chưa kịp mà nó hư đâu, nó mẻ răng trước rồi. Còn cái này là một cái loại thép CRV rất là cứng luôn, nên chúng ta có thể là yên tâm chúng ta xài cắt được. Thì mình đã cắt một cái cây này là cái đinh này bắn gỗ nè ha, khá là lớn nè, anh em mua ốc gỗ nó chỗ này nè đó ha. Mặc dù bên ngoài nó dùng quá lực nó bóp nhưng mà nó vẫn bể, nhưng mà nó không có bị mẻ cái kềm này, chứng tỏ bằng là thép rất là xịn nè ha. Đây thì hãng giới thiệu đây là một dòng công nghiệp nặng nha, Heavy Duty nha. Đó thì bên cửa hàng mình đang bán cái kềm này với giá là 90.000 nha, 90.000 cho kềm này thôi. Cái này thì chuyện nhỏ nè, nó quá trời ngọt, một tay thì chuyện nhỏ ha. Ở trong này chúng ta bóp ngọt sớt luôn á, trong khi cái lõi đồng này anh em biết nhìn đây là bao nhiêu, có lõi tổng cộng bao nhiêu lõi,
2 4 6 7 loại, 7 loại lớn đó nha. Đó. 7 loại lớn á. Mà nó cắt ngọt, ngọt ngay vậy đó. Chuyện các anh em cắt điện thì chuyện là quá vô tư rồi ha. Không có gì lăn tăn hết. Rồi, ok anh em. Anh em đang có nhu cầu mua cái kềm này thì liên hệ á. Này là hàng mẫu luôn, không có bán. Đó, liên hệ theo số điện thoại bên dưới. Giá 90.000 chưa bao gồm phí ship nha. Chưa bao gồm phí ship cho anh em. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Sáng ngời ha, sáng ngời luôn. Đó, quá tuyệt vời. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại bên dưới. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.